Cát Tiêu đây, em đang đắp cỏ. Em đang đắp cỏ của kem cô gái núi nha mọi người. Mình muốn hết nám tàn nhang mụn đồ mồi thâm lâu năm á, mình nên sử dụng loại cỏ làm từ thiên nhiên này nha. Bây giờ em hướng dẫn cho khách đó, một ngày mình xài 2 lần đó. Mình muốn trắng mình phải thoa đều lên da mặt mình ha. Và bước thứ hai là đó, bây giờ mình thoa xong khoảng 15 phút rồi đúng không, nãy giờ đó mình thoa rồi đó. Bây giờ mình thấm nước nóng nên mọi người em chuẩn bị sẵn nè, em hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Pha nước nóng mình rửa lau thiệt là sạch. Mình nên sử dụng cỏ này rồi xong đó mình pha nước ấm với mọi người, mình lau nè, nó nửa bên đó, nó thấy không đó, mọi người thấy hai bên vỏ gạch trong này. Mình rửa ra da mặt mình sẽ trắng hồng tự nhiên không lột nha, cái này tất cả đều làm được thiên nhiên rồi mọi người đó. Mình rửa thiệt là sạch như vậy nè đó, mình rửa bằng nước ấm nha, đó nước ấm mình rửa thiệt là sạch đó. Mình rửa thiệt nước ấm đó, da mặt của em nó như em bé không. Lúc trước em nám sạm tàn nhang đó mà em đi spa thì gì tốn biết bao nhiêu tiền mà nó không hết đó mọi người. Nay em tìm sản phẩm này đúng luôn đó. Đó, mình đắp xong phải không? Bước thứ hai, đây. Mình xài serum. Serum mình thoa lên 4 góc hết. Đó, mình massage da mặt mình thiệt là đều nha. Đây. Đó. Mình chấm lên 4 góc. Mình massage đó, đây. Mình massage da mặt mình. Đó, mình massage da mặt mình. Đó, thấy không? Bước thứ ba mình làm gì? Đây, mình xài kem 5-in-1. Làm từ vitamin A, vitamin C, nó giúp cho da mình đó cấy trắng da thẩm thấu từ da bên trong nha, không nắng không đồ mồi da nha. Giúp da mình xị sạm nám tàn nhang mọi người. Trời ơi, mình xức serum mình đắp cỏ rồi xong mình xức serum lên da mặt nè. Nó mềm mà nó mịn nữa. Mà kem xài rất là thơm đúng không mọi người? Đó. Mình xài lâu rồi đó. Mình đắp cỏ mọi người nên lau bằng nước ấm mọi người nè, da mặt con nè thẩm thấu từ bên trong luôn đó. Ngày mình đắp 2 lần chắc kem phô kem mặt nè, thơm thơm như sữa bò vậy. Đây thứ tư là xài chống nắng. Mình đi ra đường á mấy chị xài kem chống nắng lên giùm em ha, 55K cộng này rất là tốt. Mình đi ra đường mình xài chống nắng để cho da mình nó không có bị ánh nắng trực tiếp nó tát cái mặt mình đó, nên nó bởi vì mình đi ra đường mình nó sẽ chống nắng da mình nó hư nè, thấy không? Đó. Mình thay da mặt mình thấm, một ngày mình nên xài 2 lần đó mọi người đó. Đây đó, combo nhà em gồm có 4 món nha. Đây, cỏ đắp nè, bây giờ là cỏ đắp 15 phút xong mình rửa mặt bằng nước ấm nha. Rồi cái bước thứ hai là mình xài serum, thoa lên 4 giọt, mình thoa cho đều da mặt mình hết nha mấy chị, cho thấm cho nó mềm da mình. Xong mình xức kem 5-in-1 này vô, tất cả làm đều collagen hết của ngọc trai thiên nhiên nha. Bộ sản phẩm kem cô gái núi này làm từ bằng ngọc trai em chế. Đây, bước thứ tư là mình gì, mình xài chống nắng 55 cộng này nó giúp da mình đó, nó giống như một cái màng bảo vệ da mình để cho nó mình đừng chống nắng trực tiếp, da mình nó rất là trắng nữa mọi người. Đây nè, da mặt em nè, ok đúng không, trắng chưa nè. Một combo gì nè mấy chế, muốn hết nám mụn tàn nhang đồ mồi đó mấy chế cứ liên hệ nên tư vấn cho, dành cho những chị nào mà chị nám thâm tàn nhang đồ mồi đó mấy chị cứ liên hệ với em đi để em tư vấn cho. Đây một combo, cái này còn có 4 món mấy chế, muốn hết nám mụn tàn nhang tìm em nha. Đó, muốn làn da mình trẻ đẹp như da em bé, đây đây em, đây em là người sức hết nè đó, 100% hết luôn nha. Nè, thấy chưa, combo nhà em đó nghe khách. Muốn mua thì tư vấn liên hệ nha, để em để số điện thoại dưới đó, có gì mấy chị inbox đi rồi em tư vấn cho mấy chị.